Vũ xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Hiện giờ khoảng 11 giờ ngày 25 tháng 2 năm 2022. Vũ đang ở đây là ấp Tân Thủy của huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Hiện giờ Vũ bắt đầu lại trường học Trần Hữu Nghiệp là cha của chú Ba. Giờ Vũ xin mời cô chú anh chị và các bạn cùng theo chân Vũ đi lại trường học. Hướng trước mặt Vũ là hướng từ trong thị trấn Ba Tri đi ra nha các bạn. Là Vũ nãy đi ra đường này thì tới đây là ngay đây đầu đường là có điện máy xanh nè các bạn. Rồi ngay điện máy xanh đây là cái đường quẹo vô mộ ông nội với ông cố của chú Ba. Đó, trước mặt Vũ là xã nông thôn mới Tân Thủy. Rồi các bạn đi ra ngay đây là bưu điện của xã Tân Thủy nha các bạn. Ngay đây thì có cái quán cà phê trước cửa trường học nè. Trường học đang sửa lại nha các bạn. Thì Vũ nghe nói ngôi trường này cất cũng mấy chục năm rồi thì giờ sửa lại nâng cấp nha các bạn. Thì Vũ đang đứng ở trước cửa cổng trường quay vô nè các bạn. Mé tay phải Vũ là có quán cà phê. Mấy anh đây là cái cổng phụ của cái cổng chính của trường cũ hồi trước đó các bạn. Đây đang xây hai bên hai giải phòng nha các bạn. Rồi Vũ quay vòng ở trước luôn. Đây là có quán trà sữa nè. Ngay đó là ngay điện máy xanh đầu đường vô khu mộ. Rồi rồi làm lại cái cổng trường rất là đẹp ha, rất là cao và bự luôn. Ở đây có cái công trình trường trung học cơ sở Trần Hữu Nghiệp, xã Tân Thủy, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre nha các bạn. Đó, thì đây có cái hình ở trước cổng này. Là sau khi hoàn thành là theo cái bản vẽ này nha các bạn, theo cái hình này nè. Vô nha các bạn. Thì mấy bên tay phải của Vũ là phòng bảo vệ. Hai bên là hai dãy phòng học mới xây nha các bạn. Mới mốt xây xong rồi. Rất là đẹp luôn. Rồi ở đây ở trước sân trường thì có bức tượng của ông. Đây ở đây có để cái chữ là nhà giáo nhân dân bác sĩ Trần Hữu Nghiệp nha các bạn.
sinh năm 1911, mất năm 2006, quê quán là xã Tân Thủy, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre nha các bạn. Ông mất năm 2006, bây giờ ăn nghỉ ở nghĩa trang thành phố Hồ Chí Minh nha các bạn. Ở đây là cái tên của trường, là Ủy ban Nhân dân huyện Ba Tri, Phòng Giáo dục và Đào tạo Ba Tri, trường Trung học Cơ sở Trần Hữu Nghiệp nha các bạn. Ở đây là ấp Tân Bình của xã Tân Thủy, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre nha các bạn. Mình ở dãy phòng học cũ. Rồi, anh chào cô. Dạ. Dạ, cũng như con không có biết đó cô. Con không biết là trường đang sửa. Tại con có ông chú là con của ông dạ. Thành ra ông nói con là có dịp đi qua đây và quay cái video cho ông xem. Dạ. Tại vì bệnh dịch này ông cũng ở xa, ở bên Mỹ á, thì cũng không có về để thăm á cô. Thì ông nhờ con có dịp đi qua, hôm nay có dịp đi qua thì trường xây, mơ mốt chắc con trở lại lần nữa trường hoàn thành. Dạ. Dạ, cho con hỏi cô là dạ. Dạ. Là cô dọn dẹp đồ trong này ha. Nhà cô ở đâu cô, gần đây không? Dạ, con thấy cái bảng ở trước á, cái ngôi trường mới rất là đẹp á. Khi nào mà làm xong nó đẹp lắm ạ. Dạ đúng rồi, cái hình á, con có thấy cái hình trước á. Dạ, cô làm ở đây lâu chưa? 7 năm. 7 năm. Dạ, trường này cất cũng mười mấy năm rồi hả cô? Cất năm 2008 rồi vậy. Dạ. Năm nay xong không cô? Năm nay hả? Dạ. Nói như 2 năm mà mới con năm hè năm rồi tới nay á. Dạ. Không biết, chỉ dạ. Trong mình cũng không biết nữa. Dạ. Là khởi công rồi năm rồi hả cô? Dạ. Vậy là hè năm rồi, hè năm nay sắp hè là cũng gần năm rồi. Dạ, năm rồi đó. Là năm rồi hả cô? Dạ. Rồi học sinh tạm học ở chỗ khác hả cô? Đây hả? Học ở trên lầu hả? Đây, ở lầu. Dạ. Thấy nha, một lần Tết rồi Tết với thấy được có con của ông này, cô Kiều Lan hay gì á. Dạ. Là cũng về với bãi trường tổng kết là cổ cũng có về. Dạ. Về dạ. Cô ăn cơm trưa chưa? Ăn dạ. Cũng đang dọn dẹp hả cô? Nấu nước. Dạ. Nước cho thầy cô chiều. Dạ. Vậy là học sinh vẫn học ở trên lầu hả cô? Học ở lầu. Dạ. Thì con cảm ơn cô. Dạ. Con đi vòng thôi. Đây là lớp 8 chứ, 81 với 91.
Đây dài lại đằng đó có giải phòng. Giờ cháu đi giải phòng này coi. Sáng nay có dịp thì Vũ quay tại tường cũng đang sửa không có đẹp, mong cô chú anh chị và các bạn cũng thông cảm nha, tại tường đang xây mới. Đây là cái giải phòng bìa 83 với 93 nha các bạn. Học sinh cũng sắp nghỉ hè, như nãy Vũ nghe cô tập vụ cô nói như là bữa nay cũng có học, còn học chứ chưa nghỉ hè. Mai mốt khi mà ngôi trường làm xong rồi Vũ sẽ trở lại quay ngôi trường mới rất là đẹp cho cô chú anh chị và các bạn xem nha. Đây là hai phòng, đây là phòng 82 với 92 82 92 nha các bạn. Ở đây là chỗ cầu thang để lên lầu nha các bạn. Vũ đi dài lên kia là Vũ trả lại Vũ lên lầu. Đây nãy phòng Vũ vô 8191. Đây là phòng nghe nhìn. Đây là có cái bảng nội quy của đơn vị, nội quy của trường nha các bạn. Nước sạch học đường. Đây có cầu thang lên lầu. Hôm nay lại đó có mấy cái giải phòng nha các bạn. Rồi Vũ đi lên lầu rồi. Chắc học sinh học rồi cũng còn có mấy ngày nữa nghỉ hè các bạn. Về lớp 6 nằm lớp 7 4. Đây là phòng lớp 6 4 lớp 7 3. Sáu hai bảy một. Đây lớp 8494 các bạn. Rồi. Quá. Đây nhìn nó mấy thứ là điện máy xanh.
người ở trên lầu nha các bạn. Giờ Vũ đi giải tỏa lại. Đây là nhìn ra trước cửa sân trường nha các bạn. Thợ hồ giờ nghỉ trưa nha các bạn. Hai bên vậy thôi. Có đứa học sinh đi học sớm à. Thôi Vũ trở xuống rồi. Vũ quay chắc là cũng kỷ niệm. Mai mốt cái trường này chắc cũng đập bỏ tại cũ à. Chắc làm hai cái bên kia xong là làm bên đây. Để thôi Vũ trở ra về. Vũ xin phép kết thúc cái video. Vũ cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem cái video của Vũ. Chắc mai mốt trường làm xong rồi Vũ có dịp đi ngang đây, Vũ sẽ quay một cái video khi mà ngôi trường mới hoàn thành rất là. Thôi Vũ xin chào tạm biệt cô chú anh chị và các bạn. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn vào cái video mới tiếp theo.